Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về camera giấu kín với công nghệ phát triển mà mắt thường không chú ý kỹ về điều này. Tuy nhiên, bất kể là loại nào thì các camera đều cần có tầm nhìn rõ ràng. Không có chướng ngại vật, camera ẩn, camera quay lén có nhiều kích cỡ và độ phân giải khác nhau. Các loại camera hiện đại có thể dễ dàng quay phim khi không có đủ ánh sáng. Đầu tiên, bạn hãy quan sát phòng với điều kiện ánh sáng bình thường. Hãy thử xem có những món đồ nào lạ gây cảm giác nghi ngờ hay không. Hãy luôn nhớ một chiếc camera cần có điểm nhìn tốt, không có vật cản. Một dấu chấm trên một vật thể hoặc bức tường, một vết sáng bóng trên một vật thể nào đó trong phòng, điều này bạn nên chú ý. Một số nơi có thể lắp đặt gương hai chiều. Loại gương này cho phép người đứng bên phía mặt bên tối thấy được phía bên sáng kia nhưng bên phía sáng lại không nhìn thấy được bên tối. Nó cũng giống như vào ban đêm. Ta rất khó nhìn ra bên ngoài cửa kính nếu trong nhà bật đèn. Để xác định một chiếc gương có phải là hai chiều hay không, bạn hãy đặt một ngón tay lên mặt gương. Nếu có một khoảng cách giữa hai đầu móng tay thực và trong gương thì đó là tấm gương thật. Nếu hai đầu móng tay không có khoảng cách thì đó là gương hai chiều. Bây giờ, bạn hãy kéo kín rèm của căn phòng, tắt hết đèn đi và mở chế độ chụp ảnh của điện thoại lên. Từ từ đưa điện thoại quét một vòng ở những vị trí nghi ngờ có lắp camera quay lén. Nếu thấy màn hình điện thoại có điểm sáng, dù là ánh sáng màu đỏ hoặc tím, sáng mạnh hay mờ thì đó đều có thể là camera hồng ngoại đang quay lén. Đầu tiên, hãy kéo kín rèm và tắt hết đèn trong phòng. Sau đó, bắt đầu đưa đèn flash của điện thoại vào các vị trí nghi ngờ. Nếu có một camera đang được giấu ở vị trí đó, bạn sẽ thấy một chấm đỏ nhỏ hoặc ánh sáng phản xạ trở lại với ánh sáng của đèn flash. Đó là ánh sáng phát ra từ ống kính của chiếc camera quay lén. Bạn có thể gọi một cuộc điện thoại rồi đi qua các vị trí nghi ngờ có gắn camera. Điện thoại có thể phát ra tiếng rè rè khi gặp những vật phát ra điện từ như camera. Nó tương tự như hiện tượng chúng ta để điện thoại gần chiếc loa đang hoạt động. Loa sẽ bị rè do ảnh hưởng của sóng điện từ. Hầu hết các camera đều có độ nhạy sáng cao. Do đó, bạn có thể lợi dụng đặc điểm này để phát hiện ra camera giấu kín. Hy vọng các bạn sẽ chú ý hơn về camera quay lén nhé. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.